vậy vào tắm luôn mới sợ chứ. Không tắm luôn à? Đi vào nhà bếp, tiếp theo lên cầu thang, vào trong phòng khách. Úi giời, lên luôn. Wow, lại chạy lên tập thể dục vài vòng. Được đấy, hai bạn này rất là chăm chỉ tập thể dục thể thao nha. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây là kết quả sau một tuần nuôi hai bạn hamster. Một ngôi nhà Doraemon mà mình cùng với Thắng DT đã làm cho hai bạn ấy đẹp như thế này. Vậy mà sau một tuần hai bạn đi sử dụng, nó đã trở thành như thế này đây. Đầu tiên là một cái bập bênh. Mình sẽ nhấc hẳn lên đây cho các bạn thấy. Trời ơi, bập bênh đây. Mấy bạn ấy đã gặm tan tành thành như thế này đây. Tiếp nữa, đây một cái bình để cho các bạn ấy uống nước kèm với lại bể tắm luôn. Thì ôi trời ơi, nhấc ra. Chỗ này thì không vấn đề gì nha anh em ạ. Chỗ này cũng bị luôn. Đặt vào đây. Còn cái vòng đu quay thì sao? Cái vòng đu quay thì đây anh em ạ. Ui trời ơi, mấy bạn ấy đi vệ sinh luôn vào trong vòng đu quay. Khi mà chạy thể dục mệt quá, kiểu đói sao, mấy bạn ấy gặm luôn cả cái viền của cái vòng đu quay này các bạn ạ. Đó, từ bình đựng nước, bập bênh, bể tắm, rồi đến vòng đu quay đều sơ sát hết rồi. Nhưng mà chưa hết đâu, còn một cái khủng khiếp hơn nữa. Đi ra nào, dậy đi nào các bạn ơi. Mang ngôi nhà mà mấy bạn sống ở trong này mấy hôm nay ra đây cho mọi người xem. Mình còn không nhớ nổi hình dạng của cái ngôi nhà này lần đầu tiên khi mà lắp đặt cho hai bạn ấy nữa. Bởi vì bây giờ, các bạn ấy gặm đến nỗi như thế này. Cửa sổ đang từ hình vuông bây giờ đã chuyển thành hình tròn. Còn cửa chính đang tròn, mấy bạn ấy cũng sửa lại cho nó tròn hơn. Còn cái cửa sổ bên này thì sao? Ui giời, cửa sổ bên này lúc trước là cái hình gì nha các bạn? Chắc thừa là cửa sổ hình vuông thôi, nhưng bây giờ mấy bạn ấy đã sửa lại cửa sổ cho nó giống một cái hình tam giác rồi. Đấy, mấy bạn nhìn xem hậu quả mà các bạn này sinh sống có một tuần thôi mà đã phá tanh bành hết tất cả rồi. Ui giời, giờ này lại cũng vẫn còn vào chơi đu quay nữa hả? Ui. Đấy, vừa mới nói phát mấy bạn đã tập thể dục luôn này. Chạy vừa thôi, chạy nhiều phọt cả cái gì ra đấy đấy. Ôi giời ơi. Hay, mấy bạn hamster này dùng như phá đấy. Thôi được rồi, ngày hôm nay mình và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau trang trí lại ngôi nhà cho hai bạn hamster đấy nha. Hy vọng lần này các bạn sống trong căn nhà mới sẽ sử dụng giữ gìn và cẩn thận hơn. Lần này mà còn cắn với phá phách như vậy nữa thì mình sẽ cắt cơm cho nhị ăn một ngày luôn. Trước hết là phải dọn chuồng đã các bạn ạ. Ôi các bạn này, đi xuống đi, giờ này còn tập tành cái gì. Áo dài này. Để các bạn xem, bên trong quá là bẩn luôn. Tiếp nữa là chúng ta sẽ di chuyển cái ngôi nhà của bạn Doraemon với lại Nobita ra. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ thiết kế cho hai bạn hamster một ngôi nhà theo phong cách hoàn toàn khác. Quên đấy, làm nhà mới mà lại không chuyển hai bạn hamster ra ngoài quá nguy hiểm. Mình sẽ để hai bạn hamster ở tạm trong cái thùng các tông này nhá. Còn chui vào đây chứ. Đi ra đây nào. Ôi ôi, trốn à hả? Đấy, về đây. Ui. Đấy, đây, đứng vào đây. Tiếp theo là dọn mùn cưa vào lau chuồng. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm nhà cho hai bạn ấy trước. Mình thấy ở trên mạng có rất nhiều mẫu nhà đẹp các bạn ạ. Thế là mình đã đặt hai cái nhà. Một căn nhà màu hồng, đây chính là phòng khách màu hồng, và một cái nhà tắm. Nhà tắm này thì màu hơi khác một chút, đó là màu xanh dương các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ghép cái ngôi nhà màu hồng này trước nha. Nhưng mà các bạn đã biết cách ghép những cái ngôi nhà mà được cắt sẵn như thế này chưa? Nếu mà chưa thì để mình làm mẫu một ngôi nhà cho các bạn xem nha. Và đây là căn nhà màu hồng mà mình đã lắp ghép xong. Một căn nhà màu hồng có cánh cửa có thể mở ra nha. Nếu như các bạn muốn xem quá trình lắp ghép thì mình để ở cuối video. Anh em hãy tua đến cuối video và xem quá trình mình lắp ghép căn nhà màu hồng này nha, để xem các bước lắp ghép. Nếu như bạn nào chưa biết lắp ghép có thể nhìn vào đấy và tham khảo cách ghép một phòng khách màu hồng với một cái bàn là màu xanh da trời. Ui xời, căn nhà này có cả tivi, trên tường hai bức tranh, có cả kệ sách luôn nha các bạn. Có phòng khách rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhà tắm các bạn ơi. Các bạn hãy xem đây. Nice. Một căn phòng tắm có màu blue, màu xanh da trời, cực kỳ là đẹp luôn nè. Ui, nền gạch màu tím luôn nha. Để xem nội thất mà hai bạn hamster có thể sử dụng gồm những món đồ gì nào các bạn. Tất nhiên rồi, phòng tắm là phải có bồn tắm, rất là chất chơi. Cái bồn tắm này là bằng tắm bồn luôn nha. Nhưng mà nếu không thích tắm bồn thì chúng ta có thể dùng vòi hoa sen này. Ui trời ơi, một cái bồn cầu có màu hồng cute, chỗ để rửa tay sau khi các bạn đi vệ sinh này. Chúng ta có thể ra rửa tay hoặc là buổi sáng thức dậy các bạn có thể mở cái cửa này đi vào trong này, ra đây và rửa mặt, có cả gương đàng hoàng luôn nha. Còn bây giờ anh em cùng mình chúng ta sẽ trang trí lồng cho hamster nào. Let's go. Đây là nhà tắm mình sẽ đặt ở góc này đi.
Mình sẽ đặt nhà tắm ở phía bên này nhá. Đúng cái góc vuông của cái lồng này luôn này. Còn góc phía bên kia mình sẽ biến nó thành nơi để đặt phòng khách. Rồi, phòng khách đặt vào đây. Chuột biết xem tivi này, biết đi tắm này, trời. Nhưng mà có vẻ hơi bị trống trải, mình sẽ phải trang trí thêm một số món đồ nữa các bạn ạ. Bây giờ đi từ phòng khách sang nhà tắm là đi qua đoạn này giống như là con sông vậy. Có vẻ hơi khó đi, mình sẽ làm thêm một cái cầu để bắc từ phòng khách sang nhà tắm các bạn ạ. Đây là cái cầu không phải cầu thang đâu nha, đây là gọi là cái cầu bắc qua con sông có màu xanh nước biển và màu trắng, đặt làm cầu nối giữa phòng khách và nhà tắm. Bây giờ chú chuột sẽ từ cái ghế này đi ra đằng sau, bước lên cái cầu thang và sang nhà tắm luôn. Tất nhiên rồi, không thể nào thiếu thức ăn và nước uống. Đây chính là cái bình đựng nước để cho hamster uống mà lần trước mình đã chế. Nhưng mà thôi, chế cái này thì nước nó ra không có đều đâu. Chính vì thế mình đã mua một cái bình khác, cũng là bình màu hồng như thế này, nhưng mà nó khác lắm nha các bạn ạ. Bởi vì đầu này đây các bạn ạ, nó có một cái viên bi này, có viên bi nó chặn nước nha. Thế là khi nào mà hamster dùng cái lưỡi liếm 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 này, nước nó sẽ dí ra từng chút một và không phải lo hamster của chúng ta bị khát nữa. Tại vì cái bình đựng nước lúc trước mình làm ấy, có đầy lúc nó không cả ra nước luôn ấy, chẳng hiểu tại sao. Thế là mình đã quyết tâm đầu tư thêm một cái bình đựng nước cho hamster màu hồng cute và đáng yêu này. Vẫn phải cho vào trong cái cục này thôi, bởi vì cái này hamster của chúng ta vẫn chưa cắn hỏng hết, vẫn còn dùng được. Bây giờ thì cho vào trong lồng thôi. Ôi giời ơi, vừa khớp luôn. Đúng vừa như y luôn này các bạn. Có nước rồi, tiếp theo là phải có bồn tắm. Mặc dù ở đây đã có bồn tắm rồi, nhưng mà các bạn thấy đấy, cái bồn tắm đây nó bé tí xíu mà chỉ được một chú hamster nhảy vào tắm thôi. Vì thế mình đã chuẩn bị thêm một cái bồn tắm khác dành cho hai bạn hamster của chúng ta. Đây là một cái bồn tắm mini dành cho hai bạn hamster nha. Bây giờ mình sẽ cho các tắm vào trong này. Mấy cái bạn hamster này vừa tắm vừa vệ sinh luôn ở trong này đấy các bạn ạ. Wow, cát tắm rất là thơm luôn nha. Đậy nắp lại. Một cái bồn tắm có màu, đây là màu gì các bạn? Màu vàng chanh nè. Bên trong đựng cát tắm rất là thơm tho nha. Mình sẽ đặt nó cạnh nơi uống nước. Đấy, được chưa nào? Ủa, như thế này hơi chật nhỉ các bạn ấy, sẽ khó có thể. Đây, quay đầu lại vào đây. Chuẩn chưa? Vẫn có thể uống nước và vừa lại có thể tắm được luôn nha. Quá là ảo luôn với cái không gian này. Bây giờ đã có nào là bồn tắm này, chỗ để uống nước này, phòng tắm xịn sò luôn này, cầu thang này, rồi thì phòng khách. Vẫn còn thiếu một thứ, các bạn biết thiếu gì không? Đó chính là thiếu khu vui chơi giải trí dành cho hai bạn hamster mà mấy cái món đồ đây mình chưa có đặt về. Chúng ta sẽ lại tiếp tục sử dụng cái cầu xoay cũ nha các bạn. Một chiếc cầu xoay màu xanh da trời và màu trắng. Cái này thì mới chỉ bị gặm một chút xíu thôi, vẫn có thể sử dụng được nha các bạn. Lần tới mình sẽ nhớ và sắm cho bạn ấy một cái cầu trượt khác xịn sò hơn, để hai bạn ấy không có gặm lung tung như vậy nữa. Lúc trước ấy, cái cầu xoay này nó nằm dịch sát vào trong góc này cơ, phải sát tận chỗ này các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ bởi vì có thêm hai căn phòng nữa, thế cho nên chiếc cầu xoay sẽ được dịch ra bên ngoài cửa. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ rắc mùn cưa. Với lại thời tiết bây giờ đang vào hè rồi, trời không có nóng lắm đâu, mình chỉ rải một chút mùn cưa lên để gọi là hút ẩm cho các bạn ấy thôi. Các bạn ấy là đi vệ sinh vẫn chưa biết đi vệ sinh đúng nơi quy định mà. Bắt đầu rắc mùn cưa lên cho các bạn ý nè, ta chỉ rắc dưới nền thôi. Còn chờ gì nữa, bây giờ mình sẽ cho hai bạn hamster về nhà mới nha. Chắc chắn là hai bạn đây sẽ rất ngạc nhiên khi thấy căn nhà cũ của mình đã biến đổi 180 độ. Một cái nhà mới khang trang xịn sò màu sắc sặc sỡ, có thể chơi được. Ui, lên đi bạn ơi. Đi vào đây. Wow, khác chưa, lạ chưa? Bạn ấy đang ngó nhìn xung quanh này. Wow, cái phòng tắm này thì sao? Uầy, vào tắm luôn mới sợ chứ. Không tắm luôn à, đi vào nhà bếp. Tiếp theo lên cầu thang, vào trong phòng khách. Ui giời ơi, mới vào phòng khách xong bạn ấy đã chạy lên tập thể dục luôn rồi ạ. Vận động sớm thế bạn ơi, chờ tí nha. Đấy các bạn thấy chưa, mới có một bạn hamster về nhà mới phát đã có cái tâm trạng hưng phấn như thế rồi. Bây giờ cho bạn hamster thứ hai về xem phản ứng của bạn ấy như thế nào nào. Nào đi vào đây nào bạn ơi, đi về nhà nào, về căn nhà của mình nào. Rồi, chưng chưng, về nhà mới rồi. Wow, bạn ấy sẽ làm gì đây các bạn ơi? Bạn ấy cũng giống như bạn kia, đầu tiên là vào nhà bếp, sau đó bạn ấy không cần đi qua cầu luôn, cứ thế bước thẳng sang phòng khách. Ôi, có cửa sổ nhưng không đi đâu nhỉ? Xong với bạn ấy đi đâu này? Bạn đấy lại lanh quanh chỗ cái món đồ chơi là cầu thang trượt này. À phải, cầu thang trượt mà vòng xoay. Bạn ấy vẻ không nghịch lắm. Rồi làm sao nhỉ? Lại đi vào nhà tắm à? À không, có vào nhà tắm không? Không vào nhà tắm, đi vào trong hốc này làm gì đây? Trong đấy không còn gì đâu, mình đã dọn sạch sẽ rồi. Wow, công nhận cái bạn hamster này rất là sạch sẽ nhỉ? Một tí thôi là đã đi vào nhà tắm rồi. Úi giời, lên luôn. Wow, lại chạy lên tập thể dục vài vòng. Được đấy, hai bạn này rất là chăm chỉ tập thể dục thể thao nha. Ngon chưa? Có lẽ cái vòng đu này chỉ có một bạn có thể tập thể dục thôi, còn đâu hai bạn rất là khó để có thể chơi. Ui, cố lên, chạy giảm cân nào. Ui giời. Chật trời đây. Wow, cả hai bạn cùng lên luôn á. Được. Ui giời ơi các bạn này. Hai bạn hamster cùng chạy luôn này. Chạy đi các bạn này, chạy đi cho mọi người cùng thấy nữa nào. Ui giời, chạy ngược chiều nhau mới sợ.
chạy ngược chiều nhau thì sẽ không chạy được đâu các bạn ạ. Ngã xuống rồi. Rồi, một bạn xuống để cho một bạn này chạy rồi. Rồi nhưng bạn ơi, vậy là chúng ta vừa mới thay mới lại căn phòng cho hai bạn hamster của mình. Các bạn thấy không? Một căn phòng màu hồng và một căn phòng màu xanh lá cây. Ui xời, chưa hết nhà, cả cái bình nước này cũng là bình nước mới luôn. Và các bạn cũng thấy đấy, hai bạn hamster tỏ ra rất là thích thú khi mà bước vào căn nhà mới. Mới về nhà mới đã tập thể dục mấy trăm vòng rồi, lại còn nhảy vào nhà tắm luôn. Ok, và video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Với những cái hình như này, đầu tiên thì mình sẽ cắt lấy hết những cái phần mà người ta đã cắt sẵn ra rồi để thành từng chi tiết một ý. Đấy, đây là chi tiết số 7 này. Người ta có đánh số thứ tự này các bạn này, số 3, số 4 này, số 5, số 6 đều đánh số hết mà. Chúng ta sẽ đẩy hết những cái hình mà người ta cắt sẵn ra. Đấy, nhưng mà đừng có đẩy ra ngoài nha, một tí nữa không biết đâu mà lấn đâu. Đây chắc chắn là cái nền nhà rồi, mình sẽ đẩy cái nền nhà ra trước. Có rất là nhiều những cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây này, bỏ ra nha. Tí nữa nó sẽ ghép vào đấy đấy. Đây sẽ là cái sàn nhà nha các bạn. Ở đây có những cái tấm màu nâu nâu này, nó sẽ là cái đế chắn ở dưới sàn này này. Đặt xuống dưới đây, ghép rất là dễ thôi các bạn ạ, ấn phát là nó vào. Một tấm nha, hai tấm. Tiếp đến nữa là cánh cửa. Bên này còn thêm một bức tường nữa nha các bạn. Một bức tường màu hồng lại còn có cửa sổ, thế là đây rồi. Bức tường tiếp theo, vì đây là những cái chỗ mà nó sẽ ghép với những cái mảnh khác ấy, chúng ta phải đẩy sạch sẽ ra thì mới có thể ghép vào được. Và cái cửa sổ này là nó cũng có thể đẩy được ra này. Đấy, cửa sổ này là đây là một dạng cửa sổ không có chân sau. Bây giờ thì ghép nó vào khớp luôn cái chỗ này nữa này các bạn. Tiếp theo là trang trí nội thất bên trong căn phòng nha. Đây, chúng ta đã xong hết phần viền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí kệ sách và tivi. Đây sẽ là những cái ngăn của tủ tầng 1, tầng 2, không ngoài tủ này, tầng 3, tầng 4 gì đó. Anh em phải để ý nha, nó bé tí xíu thôi, mình không để ý mà vứt đi lát nữa là thiếu đồ ấy. Bây giờ mình chính thức là trống này, tủ khó nên mình lắp trước nha. Trong này có một cái lọ hoa này, 4 quyển sách, một chậu cây và một cái bình này. Bạn này chăm học thế nhở, gài vào trước đi các bạn ơi, tí mình không nhét được vào ấy. Ở ngăn tủ thứ hai là có một chậu xương rồng, 4 quyển sách, 5 quyển sách và một chậu hoa. Một lọ hoa chứ, rất là nhiều sách, toàn là sách gì á. Mình cũng lắp vào đây, nhét lên tầng sách thứ hai. Hồi nãy mình lắp nhầm mấy cái ngăn tủ đấy các bạn ạ. Thực ra là nó phải như thế này. Ngăn dưới cùng không cần phải lắp đâu. Đấy, cái này sẽ cho lên ngăn trên cùng. Bởi vì ngăn dưới cùng nó là cái này nè anh em ạ. Chỉ cần cái này thôi, đút vào là xong. Chinh chinh, nó sẽ như thế này. Bây giờ mới chính thức là có thể ghép vào được này. Lúc nãy là mình ghép bị sai bước, nhưng mà chưa hoàn thành cái tủ. Bởi vì cái tủ nó phải có thêm món đồ này nữa các bạn. Xong cái kệ sách rồi. Kệ sách là khó nhất luôn đấy các bạn. Tủ để đỡ tivi nè. Gấp à? Gấp một lần này, gấp hai lần này, gấp ba lần, thế là xong ngay. Quên mất, mình còn chưa cả tháo hai cái lỗ này nữa. Đẩy nó xuống, đẩy nó xuống. Ok. Tivi này là tivi 32 inch sao, trông nó hơi bé bé các bạn ạ. Tủ đựng đồ nè, gấp nó vào, gấp nó vào, gấp nó vào. Ôi, trên tủ đựng đồ này còn có một cái gì nữa đấy này các bạn. À, có hoa, trên tủ đựng đồ này có hoa nha. Cái này đặt xuống 4 góc luôn. Khó đấy. Thêm hoa lên đây nữa. Đấy. Ngầu chưa, ngầu chưa. Bây giờ là còn thiếu một cái bàn để mọi người có thể ngồi uống nước và một cái ghế nữa. Mình sẽ lắp cái bàn trước nha các bạn ơi. Đây là một cái bàn màu xanh. Bàn này chắc là đơn giản rồi, mình chỉ việc bẻ 4 góc là có thể rồi. Sách phải quay về hướng người ngồi nha anh em ạ. Đến cái ghế à. Đây là cái ghế bẻ ngang. À, đây là chỗ ngồi đúng không? Một cái ghế tựa màu hồng, cụ tè quá đi mất thôi. Rồi, ghép hai cái này vào đây. Lần này hơi bị khó ghép luôn đấy các bạn ạ. Sau đó mình lại bẻ xuống này. Rồi, ok nha. Lựa mà ấn xuống. Wow. Xong luôn.